Anh chị cùng các bạn, hôm nay mình có đến ấp Hòa Lạc Trung. Hôm nay là hội họp mấy người cao tuổi, là nhiều ấp gom lại để họp hội người cao tuổi. Hôm nay mình có xuống dự ở đây, mình quay lên cho khán giả anh chị cùng các bạn mình cùng xem nha. Đây là ấp Hòa Lạc Trung của xã Hòa Định. Mình quay lên cho khán giả mình cùng xem nha. Đây cũng hoa kiểng rồi cũng đẹp. Mời khán giả cùng xem với mình cho vui nha. Đây là nhà của anh Chính ở ấp Hòa Lạc Trung của xã Hòa Định. Hôm nay hội họp người cao tuổi họp tại nhà của anh Chính. Mời khán giả mình cùng xem với mình nha. Đây trồng bông hoa cũng rất là đẹp. Có cho khán giả mình cùng xem với mình nha. Bông cũng cũng đẹp. Đây là họp hội xong rồi, là mấy chú mấy anh dùng một buổi tiệc. Mời khán giả cùng xem với mình cho vui nha. Đây là trồng hoa kiểng cũng khá là nhiều và đẹp. Mời khán giả mình cùng vô nhà chúc chung vui với gia đình của anh Chính nha. Mời khán giả. Đây là các chú các anh đã tham dự cuộc hội của người cao tuổi. Hội họp xong rồi giờ ngồi cùng nhau dùng buổi tiệc. Mời khán giả mình cùng dùng buổi tiệc cho vui nha. Hôm nay là mấy chú mấy anh hội người cao tuổi họp hội xong rồi giờ tới đây dùng buổi tiệc. Mình quay lên cho khán giả anh chị các bạn mình xem nha. Đây là hội của người cao tuổi, mấy chú mấy anh cao tuổi ở đây hội họp. Mời khán giả xem với mình nha. Đây là đang ngồi dự tiệc. Đây là mấy chị là người đẹp. Đẹp không? Đẹp không? Người đẹp xứ Dừa. Nói chuyện bình thường đấy chị. Nói chuyện vui bình thường. Nói chuyện vui bình thường. Dạ dùng không mình đẹp chị. Dùng từ đâu? Đâu? Tôi không á. Đi. Nó lên bị đi taxi. Các chú các anh ăn thì nói là ăn rồi nhà cũng bia tiệc nhậu má đâu có nói kêu là lẩu cơm rồi mua.
của nó. Hai cái hai chậu kiển rất là dễ thương, không biết kiển gì đây mà rất là dễ thương. Có hai cặp chậu kiển rất là dễ thương. Ngồi bãi không được uống bao, tại tao tụng niệm giặc trời ra. Sao nãy nay nay thấy giọt thấy quẻ quá mà nên lâu rồi bãi không được uống luôn hả? Mấy bà đây đó uống đó. Video giáo tới đây xin kết thúc. Cảm ơn khán giả, anh chị và các bạn đã xem hết video giáo của cuộc vui miền Tây. Xin chào và hẹn gặp lại.